Honda CRV nâng cấp màn Android sẽ trông như thế nào các bác? Trước mặt các bác đây là chiếc Honda CRV đã được anh em nâng cấp màn Android X8 Pro. Với phiên bản này thì các bác sẽ nâng cấp được cái màn hình 9 inch các bác nhé. Các bác có thể thấy cái cam hiển thị trực tiếp ở trên màn này. Đây cam hành trình nhỏ gọn trên này thôi. Nhưng mà tất cả các thao tác mình có thể thao tác hết ở trên màn này được. Rất là tiện luôn. Đây xem lại này. Điều đặc biệt là các bác muốn xem cam đúng không? Các bác chỉ cần chạm tay vào đây, mở camera hành trình. Đang mở ứng dụng camera. Các bác thấy chiếc xe thông minh hơn chưa? Các bác không cần phải thao tác chạm tay vào màn hình nhé. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap S2. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Vietmap S2. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Có cảnh báo tốc độ luôn cho mình ngay. Kiểm tra lại lộ trình trên đây, màn hình nó sẽ hiển thị luôn cho các bác đây. Có tốc độ giới hạn luôn này. Muốn nghe nhạc đúng không các bác? Mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Đang mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Quá là đơn giản luôn. Các bác mà muốn đi đang đi ở trên đường mà muốn nghe bài nào chỉ cần order thôi các bác. Mở video Quang Lê. Đang mở video Quang Lê. Chưa hết nha các bác. Đây. Khi các bác vào lùi này. Cam hiển thị sắc nét và có cả thang chia vạch đo cho mình nha các bác nhá. Các bác đi đây. Có cả đánh lái luôn đây. Các bác thấy xịn sò chưa? Với cái màn hình này khi mà các bác nâng cấp này, cái màn hình điều hòa nó nhỏ đúng không ạ? Thì các bác điều khiển trên này. Các bác thấy không? Ở trên này nó sẽ hiển thị luôn ở trên màn Android luôn. Tất cả gió thứ này mình phải điều khiển trên này luôn. Quá là tiện, tất cả phím rảnh tay ở trên này các bác sử dụng quá là đơn giản khi các bác lái xe trên đường. Các bác nào mà xe của mình chưa có cái hệ thống màn Android thông minh như này, các bác hãy tới Akala các bác nhá.